Chào mừng các bạn lại đến với channel mình nha. Thì trong clip hôm nay chúng ta sẽ đến nói về chủ đề đó là ép cá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn ép cá pita thì đơn giản và dễ thành công nhất. Thì cách ép cá này cũng không cầu kỳ, chỉ cần những vật dụng đơn giản thôi là ta đã có thể set up một cái hồ ép cá rất là dễ dàng. Thì trong clip hôm nay mình sẽ chỉ tận tình cho các bạn cách chọn chống máy ra sao để ép. Thì trong clip này mình không có nói để tiêu chuẩn chọn con giống nha. Thì cái này mình chọn chống máy sao thôi, còn giống màu thì mình cũng chưa dành về, nên trong cái clip sau mình sẽ nói sau nha. Thì đến với clip hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách ép cá pita thôi. Trước mặt các bạn thấy thì đó là một con Core Galaxy vảy mãn, vảy nó hơi nhiều nhưng con này size to rất là đẹp luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ nói vô cách chọn chống máy. Thì đối với con chống các bạn phải tìm cho mình một con chống sung, nhả bọt, bơi lên lẹ và khỏe mạnh nha. Nếu các bạn tìm chống mà yếu thì nếu cũng ép dòi thì sức khỏe nó yếu thì nó cũng ăn trứng thôi. Với cá cũng phải lanh lẹ dạng người, cá mà hơi nhát thì dễ bị động, làm động là dễ bị ăn trứng nha các bạn. Đây, con này nó cũng hơi dạng người nha. Thì mình để mình lấy cái cây kè cho nó, kè lên cho bạn xem. Đây, mình sẽ kè cho bạn xem. Đây, cá phải sung như vậy nha, cá phải sung kè, nó phùng mang lên kìa. Thì tiếp theo nó sẽ nhả bọt, thì mình sẽ cho các bạn xem cái ổ bọt. Các bạn thấy ở bên trong, mình sẽ chỉ vô luôn. Đấy, ngay bên trong đó là một cái ổ bọt nha. Thì cá chống mà khỏe mạnh sung thì tất nhiên là phải nhả bọt nha các bạn. Nó ra bọt thì nó chứng tỏ được nó đã tới tuổi sinh sản và nó chứng tỏ nó đã khỏe mạnh nha. Còn các bạn tìm những con cá chống mà yếu, sức khỏe yếu, thể lực không tốt thì dễ ăn trứng hoặc là không đẻ được. Thì bây giờ mình sẽ tới cách chọn máy ra sao nha. Rồi, thì đây là con chống Nemo Galaxy X7. Thì mình chỉ hồi nãy mình lấy con Core Galaxy là ví dụ. Thì trong clip này mình sẽ ép con này với một con máy Galaxy. Thì các bạn tìm cho mình chống là phải to hơn máy nha, chứ các bạn tìm máy to hơn chống thì không đẻ được đâu. Bạn phải tìm chống to hơn máy, thì chống to hơn nó sẽ dễ dàng ép con máy hơn. Còn máy mà to quá thì con chống nó khó quấn các bạn, thì khó mà ép được. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem con máy và cách chọn cái máy như thế nào để ép thành công. Rồi các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiêu chuẩn chọn con máy ra sao để ép dễ thành công nhất. Thì ở đây mình có một con máy Core Galaxy, mình dưỡng trong cái bình 5 lít này. Thì mình dưỡng trong đây cho nó nhanh lên trứng. Thì trong các clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dưỡng cái máy sau khi ép xong nha. Thì mình sẽ cho các bạn xem chọn cái máy như thế nào để ép dễ thành công nhất nha. Rồi, ok bạn, thì nãy mình để ngay chỗ tối sợ bạn xem không rõ. Thì bây giờ mình đã ra ánh nắng. Thì để mình xích tới xíu, mình dở này ra cho có ánh nắng các bạn xem con cá nó rõ hơn nha. Rồi, thì cách chọn cái máy để ép thành công nhất đó là các bạn phải tìm cho mình một con máy là căng trứng. Xong rồi căng trứng có nghĩa là bụng nó sẽ căng, đừng căng quá nha. Căng quá thì nó lúc trong lúc kè thì lỡ nó sung quá thì nó dễ bị xì trứng. Thì các bạn tìm cho mình máy căng trứng vừa đủ, vừa bụng nó vừa ôm trứng. Rồi, máy thì các bạn chống máy gì cũng vậy, các bạn tìm cho mình một cặp thì hơi trưởng thành. Các bạn không được tìm quá tơ còn non, thì trên 3 tháng, 2,5 tháng hoặc là 3 tháng có thể ép được.
Thì máy trứng thì ngả vàng hoặc là trắng gì cũng được, nhưng tốt nhất thì tìm máy trứng hơi ngả vàng là được. Thì máy với trống các bạn đều giống nhau, đó là sung. Thì máy trống thì đương nhiên là nó sẽ sung hơn máy, bọt nhiều hơn. Còn con máy thì nó sung, nhưng sung kiểu hiền thôi bạn, nó sẽ nhả bọt ít. Thì bạn nhìn ở trên cái góc hồ, như cái vợt mình để đây trên góc hồ cho mình chỉ nè bạn, thì nó nhả bọt nhưng ít mà nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem con máy. Đây thì là một con máy coi Galaxy, thì bụng nó ôm trứng luôn, thì nó căng nữa bạn, có trứng rồi. Mình bây giờ mình sẽ cho nó đem đi ép. Thì cái máy này thì mình dưỡng xong rồi cho khỏe mạnh rồi đem ép. Thì cái chấm và cái máy sung thì, thì cái máy căng trứng chấm sung thì tỷ lệ thành công thì rất cao nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tới bước set up hồ ép cá. Rồi, ok bạn. Thì trước mặt các bạn đó là hai dụng cụ ép cá. Thì ở đây mình có một cái thau. Thì thau các bạn sẽ tìm cho mình một thau vừa đủ như thế này. Mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Các bạn sẽ tìm cho mình một cái thau vừa đủ. Nó sẽ có không gian thích hợp cho cá để ép. Thì các bạn không được tìm thau to quá hoặc là quá nhỏ, thì thau vừa đủ như vậy hoặc là nhỏ hơn một xíu. Đừng nhỏ quá là được, chứ cũng đừng to quá. Rồi, thì ở đây mình có cái thau này, các bạn ép trong thau thùng xốp hay cái gì mà vừa đủ, thì trên ví dụ trên 5 lít nước là được. Rồi, thì tới cái thùng kem. Thì đây là thùng kem ép cá. Thì thùng kem này các bạn có thể tìm mua trên Shopee với giá mười mấy ngàn hoặc là hai mấy ngàn gì đó, mình cũng không nhớ. Thì thùng kem này là dụng cụ ép cá tốt nhất cho Beta. Thì bạn có thể tìm mua trên Shopee hoặc là Lazada. Đây là dụng cụ ép cá tốt nhất. Đây thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem hai cái dụng cụ ép cá mình không có sẵn đem để đây, thì mình đã để ở góc kia, mình sẽ cho các bạn xem. Dạ ok bạn. Thì cái tờ giấy đó mình ghi ngày đẻ thôi các bạn. Thì ở đây mình có một cái bình 5 lít vuông, mình cắt ra mình làm chỗ đẻ cho Beta. Các bạn có thể làm giống mình như vậy. Đây có ánh nắng vô, mình để mình gỡ cho bạn xem. Đây đấy bạn, các bạn có thể cắt ra bình 5 lít như vậy, các bạn làm chỗ ép. Khó thấy cá bột nha bạn, thì nó mới mình mới bắt cá trống vào hồi sáng. Thì các bạn có thể làm như vậy, rồi các bạn đây, rồi các bạn quấn băng keo màu vàng hoặc là những màu mà không cho cá thấy được bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại, chế một cái nắp và đậy lại. Thì cá bột đây hơi khó thấy nhưng nhiều lắm bạn. Bài này mình đoán cỡ trên 50 con hoặc trên 50 con, dưới 200 con nha. Đoán đại thôi chứ mình cũng không biết rõ. Rồi, thì bên đây là cái thau dừa mình đậy lại. Thau này cũng nhỏ hơn thau xanh hồi nãy nhưng cũng có một thể tích nước vừa đủ, với cái diện tích của cái thau nó vừa đủ để cá beta có thể sinh sản. Rồi, rồi thì tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình cái gì? Thì tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là một cái giá thể để đỡ tảo bọt, để đỡ cho cá trống nhả bọt nha. Các bạn thấy thì đây là một cái ly, cái nắp ly uống nước. Thường các bạn hay uống nước có cái nắp này thì bạn sẽ giữ lại để làm cái giá thể cho cá trống nhả bọt. Thì cá trống nhả bọt sẽ cần một giá thể. Thì các bạn nào chưa có kinh nghiệm nhiều thì nên xài cái này để quan sát trứng dễ hơn. Còn bạn nào có kinh nghiệm rồi thì có thể dùng lá bàn hoặc lá gì đó, tại vì mấy cái lá thì khó quan sát nhìn trứng hơn. Bạn nào có kinh nghiệm thì xài những cái lá đó hoặc là những gì mà không thấy được cỏ bọt nhưng có thể đoán được cá đẻ chưa. Còn bạn nào chưa có kinh nghiệm thì có thể nhìn
vô đây đi đón thấy trứng để chưa hồi rồi mình bắt cá máy ra nha. Thì còn đó nữa, tiếp theo đó là cái bọc ni lông. Thì cái bọc ni lông các bạn, thì những vật cá thể trong suốt. Thì bọc ni lông thì đây bự quá thì mình chưa cắt ra, các bạn sẽ cắt cho một miếng vừa đủ, bỏ vô làm giá thể cho cá trống nhỏ bọt. Rồi thì tiếp theo nữa đó là dụng cụ chặn cho hai cá trống mái kè nhau. Thì đây mình có hai cái, một cái ly mình khoét lỗ để mình đặt vô, nó tràn nước vô thì mình sẽ cho nó kè. Đây mình sẽ cho nó kè, bạn dùng cái chai hay gì cũng được, miễn sao là nó sẽ trong suốt cho cái trống với cái mái thấy nhau là được. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không dài dòng nữa, sẽ vô chuẩn bị luôn nha. Set up một cái hồ thì mình sẽ nói cách canh cá để trưa ra sao. Rồi các bạn, thì tiếp theo chúng ta sẽ tới công đoạn là set up hồ đẻ cho cá beta sinh sản nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái ly, thì các bạn sẽ đặt vô cho mình rất dễ thôi, cách này rất là đơn giản luôn. Bạn cho nó tràn hết nước, thì nếu cái ly này các bạn không khoét lỗ thì các bạn có thể cắt dây như vậy, hoặc là cái chai, bất cứ cái gì cũng được, có thể trong suốt với che chắn cho cá kè nhau làm quen trước nha. Ở đây mình có cái ly nên mình sẽ làm cái ly luôn. Rồi tiếp theo thì các bạn, đó sẽ là cái nắp này làm giá thể đỡ cho cá beta chống nhả bọt, thì mình sẽ đặt vô đây. Thì quay cảnh này, quay cảnh này thì sẽ dễ thấy tàn thể hơn. Thì cái nắp đó sẽ vừa đủ với cái này, thì lúc chúng ta bắt cá máy về thì sẽ dễ dàng hơn. Rồi thì chỉ có như đó thôi. Thì các bạn sẽ xem vô cho mình đó là lá bàn. Thì lá bàn các bạn sẽ xé ra, xé nhỏ ra, mình sẽ xé nhỏ nha. Đây, xé từng mảnh vậy. Các bạn sẽ bỏ vô cái ly trong cá máy nha, ly bỏ cá máy vô. Rồi thì như vậy thì không, điều không phải thiếu nữa đó là muối hột nha. Thì bây giờ mình sẽ cho muối hột vô. Rồi thì với cái hùng kem ép cá này mình sẽ cho một ít muối hột. Rồi một xíu muỗng này thôi, các bạn có thể nhắm chừng bằng cái nắm tay của mình nha, cái nắm tay của các bạn á. Rồi thì bây giờ chỉ setup như vậy và mình sẽ bỏ cái trống vô. Rồi ok các bạn, thì mình đã bỏ cái trống vô. Thì sau khi bỏ cái trống vô thì các bạn phải để cho cái trống quen nước cả 10 phút nha. Thì bạn để cái cá trống quen nước thì lúc bỏ cái máy vô nó sẽ chịu kè. Thì cái trống qua môi trường mới, nước mới thì nó sẽ hơi lạ nước. Đây thì mình sẽ, bây giờ mình sẽ để 10 phút thì mình sẽ bỏ cái máy vô nha. Thì mình sẽ nói tiếp theo, để tiếp theo chúng ta cần làm gì nha. Rồi sau khi mình đã cho cá trống quen nước cả 10 phút thì chúng ta bây giờ sẽ bắt bỏ cá máy vô. Thì đợt này mình sẽ cho ép một con koi Nemo Galaxy với một con koi Red Galaxy, xem đời con nó sẽ ra sao nha. Rồi đó, cá đã sung lên các bạn. Thì cá trống phải sung kè như vậy tỷ lệ thành công rất cao. Thì trước khi ép thì các bạn phải cho ăn nha. Thì các bạn sẽ cho cá kè ít nhất là 2 ngày khi trong đây, thì bá mới vô, cá mới vô nó hơi hung dữ thì nó sẽ quen nhau. Thì cá trống này rất sung luôn các bạn, mình dưỡng là nó sung thì dễ đẻ hơn. Rồi thì các bạn sẽ set up xong như vậy thì các bạn sẽ đậy nắp. Thì lát bây giờ mình sẽ nói xíu, giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thì trong quá trình ép các bạn sẽ đậy nắp lại như vậy, các bạn không được đậy như vậy nha, các bạn không được để hở hết như vậy luôn, cá sẽ hoảng sợ không ép đâu. Thì trong lúc để các bạn cũng không được mở ra coi nhiều. Ví dụ các bạn bắt đầu ngày sáng sớm các bạn mở ra cho đẻ,
Thì ngày tiếp theo, chiều ngày tiếp theo các bạn mới được coi. Cứ làm liên tiếp như vậy cả 4 ngày, nếu không thấy cá đẻ thì các bạn sẽ bắt dây dưỡng lại nha. Thì mình sẽ ví dụ, thì mình đã ví dụ cho các bạn rồi. Nếu các bạn kè một ngày, ví dụ kè xong các bạn thấy cá trống nó nhả đầy cái ổ bọt trong cái ly này, mà các bạn nhìn cảm nhận cái cách cá trống kè cá mái sao có thể đẻ được, thì các bạn sẽ thả cho cá mái ra đẻ luôn. Thì cá trống mái mà sung thì đẻ rất nhanh, chỉ trong một ngày thôi. Còn cá trống mái mà sung không nhiều thì đẻ cũng hơi lâu. Còn cá trống mái mà không sung thì coi như là nghỉ đẻ luôn các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đậy lại. Thì bây giờ mình đang set up là cỡ 2 giờ mấy, thì chiều nay cỡ 5 giờ mình sẽ cho ăn. Rồi tiếp ngày tiếp theo thì mình cho ăn, thì mình ép cá là mình kè ít nhất là 2 ngày. Xong rồi mình ngày 2 ngày, ví dụ nay ngày thứ 7, chủ nhật mình cho kè, thứ hai mình cho kè, thì sáng thứ ba mình mở ra cho ép. Giờ chiều thứ tư mình mở ra kiểm tra. Như vậy, ở chiều thứ ba mình mở ra kiểm tra. Nếu không đẻ thì đợi qua chiều thứ tư, nếu đẻ chiều thứ ba thì bắt ra luôn, bắt cá mái ra để cái chống dưỡng. Thì nếu cặp này đẻ ép thành công thì mình sẽ làm nguyên cái series ép cá từ nhỏ, từ cách nuôi cá bột từ nhỏ đến 1 tháng tuổi nha, ra sao cho mau lớn. Thì điện thoại mình cũng sắp hết dung lượng, thì bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Clip của mình đến đây là kết thúc. Mong các bạn đăng ký kênh, giúp mình được 50 người đăng ký, mình sẽ tổ chức mini game tặng cá cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip lần sau.